Thanh đồng chào tất cả mọi người nha. Thành đồng thông báo cho tất cả mọi người là đang có người mạo nhận giả danh thanh đồng đi cho số đề khắp nơi. Thí dụ như người ta nhận người ta là thanh đồng 364 á hoặc là người ta nhận người ta cho số đề cái vừa qua Zalo đi qua Zalo cái thấy Zalo nổi hình thanh đồng lên thì chẳng khác nào là giáo quà cho thanh đồng cho số đề nhưng mà quý vị biết người đó là ai không? cái người đó là cái người mà từng có cái nít là tư mã ý lên mắng chửi đó. cái uh, thanh đồng nói là thanh đồng không có cho số đề đó. cái uh, cầm qua lại chữ là uh, tôi cho số đề để tôi nuôi trẻ em bị bệnh tim. cái sao uh, có cái nít khác vô comment. thanh đồng nói là cô uh, cô lừa gạt thanh đồng, cô đi cờ bạc, chối leo lẻo à, tối tôi không có, cô sai cô sai rồi. bây giờ dở lẽ ra tạo một trăm một chục cái nít giả luôn, uh, nói hơn trăm thì hơi quá chứ nếu mà nói là thời gian sắp tới chắc thanh đồng điếm là cổ tạo 100 trăm cái nít giả để tấn công thanh đồng là có đó tại vì bây giờ nít nào mà cổ vô thanh đồng phát hiện cái giả là thanh đồng lóc 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 là, là bây giờ lấy số điện thoại của số điện thoại bộ tạo gmail nhiều lắm hay mà tạo nít nhiều dữ quý vị ừ quý vị thấy không đây cái nít uh, tư mã ý này nè cái nít này dưới cái nít này là hay comment chửi hồi sớm giờ chửi đó là được gặp đối chất với tôi đó rồi nói là mượn bốn chục triệu chuột bạn gì mà thanh đồng khẳng định với cổ cổ lừa gạt cổ đi cờ bạc đó cổ chối bây giờ ra thêm cái nít này nữa là quý vị thấy không soi cầu miền bắc cho lô cho đề cho lô cho đề rồi cho lô cho đề xong rồi bây giờ là thanh đồng đăng lên trên facebook cổ vô cổ chỉnh sửa dòng trạng thái làm như thanh đồng lóc bên youtube cổ còn theo dõi trang facebook thanh đồng mà cổ chưa có có comment, cổ còn nấp lùm, cổ còn theo dõi trang facebook thanh đồng mà cổ chưa có comment là cổ sợ thanh đồng báo công an cái gì á, cổ vô cổ chỉnh sửa cổ xóa hết luôn, nhưng mà thanh đồng đã nhưng mà thanh đồng đã lưu giữ lại hết tất cả chứng cứ, à, thánh nữ lô đề à, đã đụng chạm công kích kiếm chuyện nhằm thánh nữ chứng cứ <laughs> thánh nữ chiên lưu giữ chứng cứ tại vì nó là một cái thói quen khi mà thanh đồng đi làm việc bên kinh tế hay là làm việc ở ngoài xã hội là thanh đồng quen cái này rồi tại vì không có chứng cứ nói chuyện không lại người ta con người bây giờ ngang ngược lắm cho nên đây cũng là một cái kinh nghiệm cho quý vị đây là kinh nghiệm xương máu của thanh đồng mà thanh đồng cũng có một cái phần tâm linh thanh đồng linh cảm á gồm anh này nổi lên thanh đồng xác định à tự nhiên cái thanh đồng biết đáp án luôn thanh đồng biết đáp án là cô này luôn cái cái đợt mà cô nhắn tin cho thanh đồng là thanh đồng nói thiệt chứ cái gì là thanh đồng là thầy bà mà không dám nhận mình giỏi cũng có năng lực tâm linh đó cũng biết coi cho người ta không chừng kiếp trước cô là con gì thanh đồng biết luôn á hên xui quả mai ha đúng không đời ha à, chứ cô nghĩ sao mà cô dở mấy cái trò mèo này mà hãm hại thanh đồng thanh đồng chỉ lo đó là người không biết chuyện À, nhắn vô cái chữ cho số cho đề rồi cổ lấy cái hình nền thanh đồng đó rồi quý vị tưởng nhầm là thanh đồng cho số cho đề rồi bôi bác cái danh tiếng thanh đồng thôi thông báo cho đại chúng biết ha ai bạn bè thân hữu quen biết thanh đồng thì thông báo cho người ta biết là đang có người giả mạo vậy đó ngoại trừ livestream trên youtube là đừng tin ai nha đời ha đây nè quý vị thấy không tư mã ý nè đó cái trang tư mã ý thế nào rồi thanh đồng nhấp vô cái trang tư mã ý này quý vị thấy cái gì trong á nếu như mà ai có lên youtube thanh đồng mà thấy comment chữ chữ nhấp vô coi là quý vị phát hiện ra trơn à rồi cái này mới hấp dẫn nữa nè Thanh Đồng thông báo với người ta đó là Cô này cổ cho cô này cổ cho số lô số đề Xong cái cổ lên cổ chỉnh sửa trang cá nhân Cổ xóa, cổ sợ mình báo công an Chứ ban đầu đó quý vị thấy không Sửa lại rồi, sửa lại là chữ không có gì đó Đổi ảnh số lô số đề luôn rồi đó Vậy mà ban đầu chối leo lẻo là có sai, có sai rồi Tôi là người tốt, tôi không có đánh bài, đánh cờ, bạc gì chứ Làm sao mà qua mắt thợ được Múa rìu không qua mắt thợ nổi làm sao mà chị có thể diễn được trong khi đó thanh đồng đã phán một câu xanh rờn ngay từ những ngày đầu tiên chị định lừa à, chị định nói dốc chị tạo mừ cái nít giả bây giờ mà cầm anh lên là thanh đồng đúng là cũng có một số người tâm tánh người ta xấu người ta vô người ta chửi hoặc là người ta cầm anh công gì đó bậy bạ nhưng mà thanh đồng linh cảm được người đó không phải chị thanh đồng đã từng cảnh báo chị rất là nhiều lần là thanh đồng đã biết chị là ai chị dừng tay lại Bằng không Thanh Đồng sẽ thẳng tay đó à, Cái này là bước giới hạn từ bi Gọi là học đạo Bồ Tát Chị cẩn thận không là Thanh Đồng đưa hết cho bên công an Đưa hết cho bên công an Chị đừng có nghĩ là Thanh Đồng coi bói cho người ta Là Thanh Đồng không dám đưa cho công an nha Thanh Đồng sợ Không có đâu chị lầm rồi Coi bói bắt quá đó là phạt hành chánh Bắt giết tờ kiểm điểm là không cho coi bói nữa Không cho coi bói nữa Nhưng mà số lô số đề là vô tù ha Số lô số đề là vô tù cho số lô số đề người ta là vô tù còn bắt quá thanh đồng giết bạn kiểm điểm mà thanh đồng cũng phát nguyện là đâu có bói nữa ờ, giết thì giết nhưng mà cái này là chị phải kiểm điểm là bản thân tôi nói tôi góp ý đúng quá mà chấp niệm quá nặng đi ừ. hoan hỷ quý vị đến với uh, uh, thanh đồng phá án ngọc nữ lô đề kỳ cục truyện <laughs> nghe rồi mình rút kinh nghiệm cho mình nha chứ đừng làm những cái xấu vậy kỳ lắm